Chị thấy lễ ra mắt sản phẩm của bọn em thế nào? Đẹp, hoành tráng đấy. Chắc mọi người vất vả lắm đúng không? Vất, nhưng mà vui. Này, thế cái bà Ánh là như nào đấy? Chả phải bà ấy là người gửi đơn nặc danh, tố cáo vụ ký ốt còn gì? Chị cũng nhìn ra là mụ đấy không tốt đẹp gì đúng không? Hôm nay mà không có mụ ý thì bọn em cũng xử lý tốt. Em bán mỹ phẩm em biết, con kia nó hóa trang đấy chị ạ. Là sao? Bọn em đoán hôm nay bà ấy đến là để cứu vãn tình thế, sợ bị bọn em bóc phốt ngược lại. Nhưng cũng chính vì bà ấy đến lộ ra mấy câu, các anh phân tích là bà ấy đổi chiến lược rồi. Kiếp, cô nói cái gì mà nghe cao siêu thế? Chứ đùa à? Bà Ánh chắc chắn nhìn ra giá trị của bọn em, thế cho nên là đang ân hận đấy. Này chị bảo, chị thấy mấy anh em cũng khó khăn vất vả lắm mới được như bây giờ. Hay là thôi, mọi người cứ bỏ qua thù hằn cá nhân đi, tập trung làm ăn phát triển công việc thôi em ạ. Nhưng mà khổ nỗi nó toàn chơi mình mấy vố đau chị ạ. Nên bọn em mới phải bày ra vụ này. Nhưng mà không ngờ lại được mọi người ủng hộ như thế. Mà được như này, tất cả là nhờ chồng chị đấy. Này, chị với anh ý nào rồi? Vẫn thế. Vẫn thế là thế nào? Thì... thế. Ờ hay. Chị không thấy là anh ấy đang tu trí làm ăn, lo toan cho gia đình vợ con chu đáo à? Chị tha lỗi cho anh ấy đi. Đây đây, em vào đây. Ngồi đây nhá. Thế sao hôm nay chị lại giúp chúng nó? Còn hỏi à? Sao cậu làm việc đấy mà không báo tôi? Thì em làm đúng cái mục tiêu là phá hoại chúng nó còn gì nữa. Phá hoại dốt thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Con bé đấy là hóa trang đúng không? Lần sau ấy, nếu đã làm thì ít ra cũng phải tìm cái đứa nào nó bị bệnh ngoài da thật ấy. Chứ ẩu đến cái mức độ lôi một người bình thường ra hóa trang mày đây thì ai mà tin được. Chứ nó hóa trang giống thế còn gì nữa. Cậu nghĩ bọn nó không kiểm tra à? May mà hôm nay tôi đến kịp đấy. Chứ nó báo công an thì con bé chẳng khai trắng cậu ra ấy. Gì nỗi. Càng ngày càng suy nghĩ thiển cận. Lần sau đừng tự lập công như thế nữa. Chữa lợn lành thành lợn què đấy. Chị cứ nói thế. Ngày hôm nay chị không đến chắc gì bọn kia đã dám manh động. Con bé kia có phải dễ dàng nó cho người khác đụng vào người nó đâu. Hơn nữa là còn có cả dư luận xã hội nữa. Hôm nay nhá, mà chị để yên ấy, xong rồi thuê thêm một đội anh hùng bàn phím nữa, bọn kia chết hẳn luôn. Thôi đi. Đã rốt cuộc không chịu nhận lỗi. Tóm lại là thời thế thay đổi rồi. Cậu cứ án binh bất động cho tôi nhờ. Chị có kế hoạch gì à? Tóm lại cứ thế mà làm, không phải hỏi nhiều.